Xin kính chào quý cô bác chị, rất vui được gặp lại quý bác chị trên kênh Sức khỏe đời sống HTV3. Và thưa quý cô chị, thì trong video này tôi xin được tiếp tục chia sẻ đến với lại quý cô chị một trong những phương pháp chữa trị căn bệnh mất ngủ. Vâng, thưa quý cô chị, mất ngủ là một trong những căn bệnh gây rất nhiều phiền toái đến chúng ta, và không những vậy, nó còn là một trong những tác nhân gây nên những căn bệnh như là tim mạch hay là huyết áp và ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe. Vâng, bởi vậy mà tôi hiểu được rằng khi mà những người mắc phải những chứng mất ngủ thì đều mong muốn rằng làm sao mình có thể chữa được cái căn bệnh mất ngủ của mình một cách hiệu quả nhất. Vâng, thưa quý anh chị, tuy nhiên không phải ai cũng có thể gặp phải bài thuốc mà nó phù hợp với mình. Bởi vậy mà tôi muốn chia sẻ với lại quý cô anh chị nhiều những cái phương pháp để giúp cho quý cô anh chị có thể dễ dàng lựa chọn, cũng như là mình có thể biết cách lựa chọn để làm sao nó phù hợp với lại cơ địa của mình. Và trong video này tôi xin được chia sẻ đến quý cô anh chị một trong những cách rất đơn giản chữa trị căn bệnh mất ngủ từ tỏi. Và đến với cách này như thế nào thì ngay bây giờ xin mời quý cô bác anh chị chúng ta cùng theo dõi video ạ. Và kính thưa quý anh chị, thì nguyên liệu mà chúng ta cần để có trong cái phương cách này đó là chúng ta sẽ cần khoảng tầm 3 đến 5 tép tỏi. Đây là một lần sử dụng quý anh chị nhé. Và khoảng 250ml nước, 250ml nhé quý anh chị nhé. Và chúng ta sẽ cần một chút mật ong. Đây là mật ong nguyên chất quý anh chị nha. Thì với tỏi thì chúng ta sẽ tiến hành là ta bóc vỏ tỏi đi quý anh chị nhé. Thì kính thưa với quý chị, thì tiếp theo công đoạn tiếp theo là chúng ta sẽ cần là cái cối xay sinh tố quý chị nhá. Quý chị hãy cho cái chỗ tỏi này vào máy xay. Và chúng ta sẽ cho 250ml nước này vào đây luôn. Thì quý cô anh chị có thể thay nước bằng sữa thì cũng sẽ rất là tốt quý chị nhá. Nếu không có thì chúng ta sẽ có thể là dùng bằng nước sôi, nước lọc đều được. Giờ thì chúng ta tiến hành xay cái chỗ này lên. Như vậy là chúng ta đã xay xong. Tiếp đến thì chúng ta sẽ dùng cái siêu, một cái siêu điện hoặc là quý anh chị có thể cho vào nồi. Tùy quý cô bác chị sử dụng cái loại nào, mà miễn sao chúng ta có thể đun lên được. Cho vào đây quý anh chị nhá. Chúng ta cho vào đây, chúng ta đun. Đun sôi lên. Như vậy là đã sôi quý chị nhá, đã đun sôi là được rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ cho nó ra cốc. Thì kính thưa với lại quý cô anh chị, thì với cái cốc nước này chúng ta sẽ để chờ cho nó nguội bớt ra nhá quý anh chị nhá. Sau khi cốc nước của chúng ta đã nguội bớt thì chúng ta sẽ sử dụng đến chỗ mật ong này. Quý cô bác chị hãy cho vào đây từ 1 đến 2 xìa mật ong, phụ thuộc vào quý anh chị nào mà cảm thấy mình muốn uống nó ngọt hơn thì ta cũng có thể là cho ngọt hơn. Lưu ý là ta không nên cho mật ong vào lúc nước còn đang nóng quý anh chị nhé. Như vậy nó sẽ làm giảm cái mức độ của mật ong đi, chất lượng của mật ong đi. Và tôi xin được gửi đến cho quý cô bác chị một số cái lưu ý khi mà quý anh chị sử dụng cái phương cách này. Đó là với những người bị dạ dày cũng như là bị gan thì chúng ta không sử dụng cách này. Thứ hai là với những người mà bị tiểu đường chúng ta không sử dụng cách này. Thứ ba là khi đói là quý anh chị không sử dụng cách này quý anh chị nhá. Thì đó là một trong những cái số lưu ý quý cô bác chị nên lưu ý là chúng ta không sử dụng cách này với những người gặp những cái trường hợp như vậy. Và đây là một trong những cách mà giúp cho quý cô bác chị có thể ngủ ngon. Và cách sử dụng như sau, quý anh chị hãy dùng ngày 2 cốc này, buổi trưa 1 cốc và trước khi đi ngủ chúng ta dùng 1 cốc, trước khi đi ngủ khoảng cỡ 1 tiếng thì quý anh chị uống 1 cốc này thì sẽ giúp cho quý cô bác anh chị có được giấc ngủ ngon. Để quý cô bác anh chị có thể có được giấc ngủ ngon, một trong những cái điều mà quý anh chị cũng nên quan tâm đó là khi đi ngủ thì quý anh chị nên nhớ là đi ngủ đúng giờ. Thì quý anh chị nên đi ngủ từ 21 giờ đến 23 giờ. Đây là khoảng thời gian tốt nhất để quý cô bác anh chị đi ngủ. Và thứ hai là quý cô bác anh chị nên thức dậy vào lúc 5 giờ đến 6 giờ sáng. Và chúng ta nên tạo một cái thói quen như vậy thì giấc ngủ của chúng ta mới được cải thiện. Vâng, kính thưa với lại quý anh chị, thì vừa rồi tôi vừa chia sẻ đến với lại quý cô anh chị một trong những cái cách chữa trị căn bệnh mất ngủ từ tỏi và mật ong. Hy vọng rằng với cách này sẽ giúp ích được cho quý cô anh chị, những người đang mắc phải những chứng mất ngủ sớm có được giấc ngủ ngon. Và nếu như quý anh chị có được giấc ngủ ngon từ những cái phương pháp như thế này thì hãy vui lòng chia sẻ cũng như là chia sẻ video cho nhiều người được biết.
vì tôi biết rằng ngoài kia còn có rất nhiều người mắc phải những cái chứng mất ngủ mà vẫn chưa tìm được phương án cho mình. Và nếu như quý anh chị cảm thấy video này có hữu ích cũng như là kênh có ý nghĩa thì vui lòng chia sẻ video và đăng ký kênh, vì tôi sẽ còn quay trở lại với rất nhiều những video bổ ích khác nữa. Và bây giờ thì tôi xin kính chào, hẹn gặp lại quý cô bác chị trong những video lần sau.